Tuần vừa rồi tôi đi giảng tĩnh tâm cho các linh mục của giáo phận Thanh Hóa mới về đến nhà sáng hôm nay. Ở ngoài giáo phận Thanh Hóa, khi kết thúc tuần tĩnh tâm thì đức cha giáo phận có nhã ý mời tôi ra dâng lễ ở nhà thờ chính tòa cùng với tất cả các linh mục trong giáo phận và có sự tham dự đông đảo của các tu sĩ, anh chị em giáo dân trong giáo phận. Và thánh lễ đó Ngài đề nghị là được dâng để cầu nguyện cho giáo phận Mỹ Tho của chúng ta, bởi vì có giám mục Mỹ Tho hiện diện ở đấy. Tôi thấy hình ảnh đó đẹp quá. Một hình ảnh tuyệt vời về sự hiệp thông. Khi mà linh mục đoàn ở trong giáo phận tĩnh tâm thì cả tu sĩ, anh chị em, giáo dân cùng đến cầu nguyện cho các linh mục. Rất đẹp. Rồi hơn thế nữa, cái sự hiệp thông nó còn mở rộng ra không chỉ trong giáo phận Thanh Hóa mà còn vươn tới cả giáo phận Mỹ Tho của chúng ta nữa. Thành thử ra tôi đã thay mặt giáo phận Mỹ Tho để cảm ơn đức cha, các cha và tất cả anh chị em giáo dân của giáo phận Thanh Hóa. Và đồng thời tôi nghĩ rằng có khi Mỹ Tho của mình thấy cái gì tốt đó, thì mình cũng phải học, mình cũng phải bắt chước ở trong đời sống giáo phận của mình. Thánh lễ tôi dâng ở nhà thờ chính tòa Thanh Hóa là để tạ ơn Chúa và kính nhớ Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bổn mạng giáo phận Mỹ Tho chúng ta. Và hôm nay khi đến thăm anh chị em thì tôi cùng với anh chị em dâng lễ để tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Vậy thì thưa anh chị em, các thánh tử đạo là ai vậy? Cứ theo như những bài kinh thánh được công bố hôm nay thì các thánh tử đạo là những người gắn bó với Chúa Giêsu Kitô một cách hết sức là sâu xa mật thiết, đến độ không có cái gì có thể tách các ngài ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu. Như Thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc thứ hai hôm nay, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Thế rồi Thánh Phaolô viết tiếp: tôi xác tín rằng cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay là ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực sâu, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có cái gì có thể tách chúng ta ra khỏi của tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Tử đạo là như vậy. Rồi các thánh tử đạo còn được diễn tả là những người đặt Thiên Chúa và nước trời là những giá trị tuyệt đối, cao cả hơn mọi sự. Và vì giá trị tuyệt đối ấy mà các ngài sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả chính mạng sống mình, như Chúa Giêsu khẳng định ở trong bài Tin Mừng Luca ngày hôm nay: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Và Chúa Giêsu nói thêm: ai xấu hổ vì tôi và vì tin mừng thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của người, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Thế cho nên những bài kinh thánh này khắc họa cho chúng ta chân dung rất rõ nét của các thánh tử đạo. Trong một năm, anh chị em kính nhớ rất nhiều các thánh tử đạo. Nhưng mà ngày lễ hôm nay đặc biệt ở chỗ đó là mình mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Có nghĩa là những con người mang dòng máu Việt Nam như mình đây này,
những con người đã sống đức tin Kitô giáo trên mảnh đất Việt Nam này và đã dám hy sinh mạng sống vì Chúa trên chính quê hương đất nước Việt Nam này, đặc biệt là chỗ đó. Và cũng vì thế, khi mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam là tổ tiên cha ông chúng ta, thì không chỉ đơn giản là mừng kính, ca tụng các ngài, mà còn là phải nói với nhau, nhắc nhớ cho nhau, để chính mình tiếp tục sống với tinh thần tử đạo của cha ông đã sống. Thế thì tinh thần tử đạo là gì, thưa anh chị em? Nếu chúng ta trở về với nguyên ngữ thì từ Martus thường được dịch sang tiếng Việt Nam là làm chứng đó, chứng nhân đó. Nhưng mà ở đây thì lại được dịch thành tử đạo. Tại sao vậy? Là bởi vì trong những bối cảnh lịch sử mà người Kitô hữu bị bắt bớ, bị bách hại, những ai tin vào Chúa thì bị người ta cho vào tù, người ta đánh đập, tra tấn rồi giết chết. Thì trong những bối cảnh lịch sử như thế, thử hỏi có cái cách làm chứng nào tốt nhất cho đức tin bằng cách dám hiến dâng mạng sống. Thế cho nên chứng nhân trở thành tử đạo. Ngày hôm nay không còn có cái cảnh người ta bắt bớ vì chuyện chúng ta theo đạo, cụ thể là ở Việt Nam hết rồi. Thế nhưng thưa anh chị em, mình vẫn phải tiếp tục sống tinh thần tử đạo, theo nghĩa là phải tiếp tục làm chứng cho Chúa, làm chứng cho những giá trị của nước trời, làm chứng cho tin mừng của Chúa. Và đừng quên cái nhiệm vụ đấy. Kỳ vừa rồi tôi đi giảng ở Thanh Hóa, thế thì tôi cũng nhân cơ hội đó đến thăm đền của cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là một vị linh mục thánh thiện, rồi ngài được phúc chịu chết vì danh Chúa, và nhiều chủng viện, nhiều học viện ở Việt Nam nhận ngài làm thánh bổn mạng. Ngài được sinh ra trong một làng quê cách thành phố Thanh Hóa chừng hơn 10 cây số, có lẽ là nó cũng giống như là mình từ Mỹ Tho mà đi Ba Rồng đó. Thế cho nên bây giờ ở làng quê đó người ta xây một đền thánh để kính thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, đồng thời là trung tâm hành hương của giáo phận Thanh Hóa. Tôi nhớ đến Ba Rồng cũng là trung tâm hành hương của giáo phận Mỹ Tho chúng ta. Thế nhưng thưa anh chị em, có một chuyện nó không vui lắm mà các cha kể cho tôi nghe. Cha thánh sinh ra ở đó đó, nhưng mà con cháu của ngài bây giờ nhiều người nó bỏ đạo mất rồi. Chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, bỏ đạo rồi. Thế cho nên đừng tưởng mình là con cháu các thánh tử đạo thì đương nhiên là mình giữ đạo và sống đạo nhé. Và chúng ta cũng vậy. Đừng tưởng mình là con cháu của thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu thì tự nhiên là mình giữ đạo và sống đạo. Nó phải cố gắng thôi, phải nhắc nhớ nhau thôi, để sống với tinh thần tử đạo, sống tinh thần làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Và thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong năm phúc âm hóa gia đình, thế thì chúng ta hãy bắt đầu cái việc làm chứng cho Chúa từ trong gia đình của mình. Tôi xin anh chị em nghe lại bài đọc thứ nhất hôm nay, một bài giáo lý tuyệt vời về Thiên Chúa sáng tạo và về sự sống vĩnh hằng. Ở trong bài đọc, chúng ta đọc thấy những đoạn thật là cảm động. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ ra sao,
Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người, đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con tôn trọng luật lệ của người hơn cả bản thân mình. Chưa hết đâu, chúng ta còn đọc được một đoạn khác cảm động lắm. Con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất muôn loài trong đó mà nhận biết Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Đúng là một bài giáo lý tuyệt vời về Thiên Chúa tạo dựng và về sự sống đời đời. Nhưng mà thưa anh chị em có biết cái đẹp nhất ở đây nó là chỗ nào không? Cái đẹp nhất ở trong câu chuyện này, đó là những bài giáo lý này không phải do cha sở dạy, không phải do giáo lý viên dạy, mà do một người mẹ dạy con. Quá đẹp. Người mẹ dạy con. Thưa anh chị em, bao lâu hội thánh còn có những người mẹ dạy con như thế thì chúng ta có quyền tin chắc rằng đức tin công giáo sẽ vững mạnh mãi trên đất nước này. Bao lâu hội thánh còn có những người cha dạy con như thế thì chúng ta có quyền tin chắc rằng giáo hội Việt Nam sẽ không ngừng phát triển. Hãy bắt đầu từ gia đình. Rất nhiều lần các giám mục, linh mục ở nước ngoài đến đây thăm giáo hội Việt Nam hỏi tôi tại sao mà nhiều nơi trên thế giới người ta không còn giới trẻ đi tu làm linh mục tu sĩ nữa mà Việt Nam rất đông dữ vậy. Tôi trả lời ngay, không phải ngần ngại gì cả. Tôi nói với họ là bởi vì ở Việt Nam chúng tôi các gia đình công giáo còn đạo đức lắm. Tôi xác tín như vậy thưa anh chị em. Cho nên tôi cảm ơn anh chị em là những người cha, người mẹ trong gia đình đang vun trồng đức tin cho con cái. Cho nên hôm nay có các cháu thiếu nhi ngồi đây dâng lễ, tôi vui lắm. Chúng con là hoa trái của cha mẹ chúng con, không những về thể xác mà cả về đức tin nữa. Hãy bắt đầu từ gia đình của mình, sống với tinh thần tử đạo, làm chứng cho Chúa, vun trồng đức tin cho con cái, thông truyền đức tin công giáo cho con cái của anh chị em. Như vậy thưa anh chị em, ngày lễ hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội Việt Nam dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta những chứng nhân anh dũng tuyệt vời như các thánh tử đạo Việt Nam. Và cùng với lời tạ ơn đó, chúng ta phải ý thức lại trách nhiệm của mình, bổn phận của mình là tiếp tục sống tinh thần tử đạo, tiếp tục làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Và hãy bắt đầu từ chính gia đình của mình, lo vun trồng